Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Truyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Cái shop gọi là bạn quay nhiều nhất trong kênh. Dạ em chào anh Tuấn ha, em chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay em lại lên một clip phôi mai vàng giảo hạt Thủ Đức nha cô chú anh chị. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Và địa chỉ, hình thức giao lưu của em là bao ship trên toàn quốc nha cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ở ấp Thành Lạc Đông, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha. Và số điện thoại giao lưu của em là 0939046405 là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Trong quá trình mình xem mình hợp nhãn cây mã số mấy thì mình điện thoại trực tiếp cho em nha cô chú anh chị. Rồi bắt đầu quay cây mã số 1. Cây số 1 ở bằng quay số 1 luôn. Chiều cao là 90. Rồi. Cái hoành luôn nha quý vị. Quý vị cứ an tâm về cái hoành đo của shop nha. 31 hoành. Hoành 31, về quý vị đo là lúc nào cũng dư nha quý vị. Đó. 31 hoành, tay cành đặt kẹo ở dưới có một cành phóng bự dưới luôn ha. Đó, chị phóng dài ra nên lập cái tàn sẽ trên nó là ok ha. Rồi, coi dưới đế đây quý vị. Đây, đây quá sẽ đế luôn. Phân bố đều tứ diện luôn, có củ luôn ha. Đó, có cành phóng to. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, cây mã số 1 em giao lưu là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 1,5 triệu quý vị ơi. Rồi, qua bằng quay thứ hai, mã số 2. Chiều cao là 85. Rồi. 29 hoành. Hoành 29 luôn. Tay cành cũng ok quá đây rồi quý vị. Mình xe quý vị ngắm nghía kỹ cái đường thân với tay cành em nó ha. Đây, thân cành quý vị ngắm nghía kỹ nha. Rồi, co đế luôn. À, to đây quý vị, để đây quý vị. Nhìn nó nghe kỹ ha. Rồi cho ăn vòng nữa ha. Rồi, giao lưu như đem. Rồi mã số 2 em giao lưu là 1,4 triệu nha cô chú anh chị. 1,4 triệu. Rồi, qua bằng quay số 3, cây số 3. Chiều cao là 1m1. Cây này. Này á. Cây này em phải có nguyên cái phần ở đây. Nhét cộng vô đây mới đo được. Rồi 29 hoành là em đo ngay cái khoanh ha. 29 ha. Còn cái gì có cái khoanh nè. Này cũng nó cũng gần khép. Để lực không ha. Không cái gì, để cộng bự không nè. Xe tiếp luôn. Quý vị trồng vài năm nữa ngay đó nó sẽ là thành một khối luôn ha. Cái khoanh đó nó cũng gần khép. Ở trên thì tay cành đều rang luôn nha quý vị. Tay cành đều luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, cây số 3 em giao lưu 1,5 triệu nha cô chú. Rồi, 1,5 triệu. Đâu mình qua mã số 4 luôn. Số 4 chiều cao là 85. Rồi, vô cái hoành luôn. 27 hoành. Rồi, xe luôn hoành 27. Cái này nó có cái củ tròn là 41 hoành. Có 41 cái củ. 41. Cái củ là 41. Rồi, co để đây. Đấy, đều qua đây. Giao luôn như đem. Rồi, cái số 4 800 nha cô chú anh chị. Rồi, 800. Rồi, mã số 5. Số 5 chiều cao là 1m. Rồi, kéo hai cái bánh bao xuống cái cao 1m quý vị, tay cành lực đều nè. Rồi, cái hoành 29 hoành. Rồi, 29 là đo cao trên đó luôn nha quý vị. Đó. Tay cành lực bằng 29. Đều quá đây. Rồi, co đế luôn. Này cũng một cái củ đế ha. Đó cái củ. Nó lòn qua đó. Có củ nạc luôn. Củ nạc là 53. Luôn quý vị. Củ nở 53. Đế trải đều. Rồi, giao luôn như em. Rồi, cái này 1,5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 1,5 triệu quý vị, mã số 5. Rồi, qua mã số 6 luôn. Chiều cao là 60. Hoành do nó bị cấn ngay chỗ này, em đo trên đây ha, 29 hoành. Rồi, đo cao từ đó là 29 luôn. Rồi, xây luôn nha. Tay cành cũng đều ha. Này cắt con thành phôi rồi vì chừng nữa nó tức nó ra còn dữ hơn nữa quý vị. Đây, để đây.
qua xe đế ha, dòng lên đi ha. Rồi đó, giao lưu nhiêu đây em? Rồi cái này 1,3 triệu nha cô chú anh chị. 1,3 triệu là mã số, số 7. Tiếp theo số 7 đây quý vị, chiều cao là 60. Cây này cũng nó bị cấn rồi, đo ở ngoài luôn. 29 quá. Rồi hoành 29. Đó, đo lúc ở trên luôn nha cô chú anh chị. Rồi xây xây chị ngắm nghía kỹ dáng với cành ha. Rồi, dáng nó vậy đó, cành nó vậy đó ha. Rồi dính rồi, xây tiếp tiếp luôn. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ nha, để đây cái co đây. Rồi tiếp luôn. Rồi cho luôn như đây em. Rồi số 7 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 1,2 triệu. Rồi mình qua mã số 8 luôn. 8 chiều cao là 80. Rồi cái hoành luôn. 31 hoành. Rồi hoành 31 luôn. Rồi xây xây luôn em, này cái co với tay cành với đế nhìn cũng bắt mắt quá đây quý vị. À, tay cành đều rang ha. Còn cái co nè, co ngắn khỏe rồi già ngắn ha, để nè để xòe cũng ok quá đây quý vị. À, cái này đẹp ha. Rồi giao luôn như đem. Rồi cái này 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 1,5 triệu luôn ha. Rồi tiếp tục mã số 9. Mã số 9 chiều cao là 70. 26 hoành rưỡi em báo. 26 hoành. Rồi 26 hoành. Rồi xuống đế luôn. Đế này có cái cũ đế ha, cũ nở bùi chản ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đen? Cái này 1,000,000 nha cô chú anh chị. Rồi 1,000,000. Đây mình vô cây số 10 rồi quý vị ơi. 10 tông ha. Mã số 10 chiều cao 70. 20 hoành. Đo hoành 20. Đo ngay chỗ này là 19 nha cô chú anh chị. Đó trên cái co 19, còn đo với thân bẻ dưới là thì 20, là 20. Tay cành đều rang. À đây, coi đế nè. Em này vừa làm ra luôn. Mới làm xong luôn nè. Rồi, giao lưu nha đen. Số 10 450 nha cô chú anh chị. 450. Rồi, qua mã số 11 luôn. Chiều cao 90. Đấy, hoành 27 hoành. Hoành 27. Xây xây luôn. Đây, cò đầy để đầy nghe kỹ nha. Để bích hết trơn ha, giáp dòng kính hết trơn nè. Rồi cho luôn như đây. Rồi số 11 800 nha cô chú rồi, anh chị. Rồi 800. Rồi qua 12. 12 chiều cao 70. Rồi 70. 27 hoành rưỡi em báo. 27 hoành. Rồi 27 hoành à quý vị ơi, mã số 12 nha quý vị. Nắm nghe kỹ đường thân tay cành ha. Rồi, để đây. Để có cũ có đế, đế xè đều ha. Đều bộ trơn nè. Rồi, vô luôn như đây. Rồi cái này 800 luôn nha cô chú anh chị. Rồi 800. Rồi tiếp tục luôn. 13. Chiều cao 20. 23 hoành. Rồi, một em cây có cành phóng ha. Mã số này là 13. Mã số 13. Rồi nghe kỹ nha. Để nè. Rồi vô luôn như đem. Rồi mã 13 600. Rồi 600. Rồi mình qua mã số 14 luôn à quý vị ơi. 14 chiều cao 85. Rồi 26 hoành. Rồi xây xây luôn, tay cành đều luôn. Hoành 26, tay cành đều.
Rồi để đây. Rồi tiếp luôn. Nguyên vệ đây. Dòng nữa ha. Rồi giá luôn nha em. Rồi cây này 800 luôn nha cô chú anh chị. Cây 800. Mã số vừa rồi là 14, tiếp tục rồi, là 15. Mã 15. Chiều cao là 55. Rồi. Cái này bị cấn cái rễ rồi ha. Em đo trên cái đây là 21 vành rưỡi. Đo báo ngoài. 21 ha. Rồi. Đo ngoài đây. Đo ngoài đó luôn. Nó bị cấn cái cục rễ rồi. Rồi, cái cò với đế này cũng duyên lắm nha quý vị. Nè. Đó. Nghiến lần nữa đi ha. Rồi, giao luôn nha đem. Rồi, mã 15 500 nha cô chú anh chị. 500. Qua wow, mã 16. Luôn. Chiều cao 65. 31 hoành. Rồi, hoành 31. Em này cái dàn xương cành ở trên ok quá ha. Lực xòe. Co bẻ ngặt. Cái gì? Co bẻ ngặt luôn nha. Rồi để đây. Đó, để bàn còn được chản ha. À, dòng để nè quý vị nhớ kỹ để ha. Không nào nó chản chản không gì đó. Rồi vô luôn như em. Rồi cái này 1.400.000 nha cô chú anh chị. Rồi 1.400.000. Rồi tiếp tục qua số 17 luôn. Tùng lực luôn. Chiều cao 15. Co bẻ được chản luôn dính luôn à. 33 quành. À quành 33. Cái co này nó thành một khối rồi nha quý vị nè. Hoành thì 33. Co một khối. Rồi cho lưu như đây. Rồi cái này 1.700.000 nha cô chú rồi, anh chị. 1.700.000 33 hoành ha. Mã 18. 18 đây. Chiều cao 60. 24 hoành. Rồi tay cành đều rang luôn. Rồi để đây à quý vị. Để bàn cũng xòe đều quá nè quý vị. Xòe đều với bầu luôn ha. Dạ luôn nha em. Rồi cái này 700 nha cô chú anh chị. Rồi 700 quý vị. Mã số 18. Rồi mã số 19 ha. Tiếp tục đây là một cái bằng quay nữa nè. Số 19. Chiều cao là 52. 33 hoành. Hoành 33. Đó. Điện đây. 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 Như này ha. Rồi. Đó này xây tên cái bằng quay có điện nên hơi chậm chậm quý vị ngắm nghe kỹ nha. Củ nạt ha. Củ nạt 50. Đó, em đo đó, phần nạp ha. Trên đó là 50 ha, còn đế nè quý vị. Đó, cái kỹ đế nè cái ha. 33 hoành nha quý vị. Đế nè. Để giáp vòng quý vị nó kỹ nha. Đó. Mặt nào cũng có đế đầy đủ ha. Tiếp một hàng đó luôn là hết rồi đó. Hàng đó luôn hết rồi. Này cái bầu bự lắm nha quý vị. Đo thử cái đường kính bầu coi như kìa. Đường kính bầu 60 nha cô chú anh chị. 60 bầu to ha. Rồi giao luôn như đây. Rồi cái này 2.800.000 nha cô chú rồi, anh chị. 2.800.000 quý vị. Cái bầu đất hết biết cái bầu đất ha. 33 hoành. Tay cành ở trên ok. Bầu đất 60 luôn. Rồi qua cây số 20, chiều này. Cao là 39. Này có xù, xù trong đây. Xù đây ha. 29 hoành. Rồi 29 hoành luôn. Để quý vị xem đế trước đây, lát nữa quay được thân với xù sao ha. Đó. Để nè, cò nè. Rồi quý vị ngắm nghía cái thân ở trên nó xù nè. Xù ha. Xù cũng lục tục nè. U u nách nè, này thì chảy ra luôn rồi nè.
Rồi, vô lưu nhiêu đen? Cái này 1 triệu 3 nha cô chú anh rồi, chị. Rồi, 1 triệu 3. Mã số 20. Giờ qua 21 luôn. Ai, 21 giờ đòi đổi ra đây hả? Chiều cao là 29. Rồi. 29 hoành luôn. Rồi. Đó, dáng nè, ok quý vị. Để nè. Để đẹp luôn. À, để nè, xe đẹp quá. Đẹp cũng cũng đầu luôn ha. Rồi, cho luôn bao nhiêu đen? Rồi, cái này 1 triệu tư nha cô chú anh chị. 1 triệu tư. Rồi, mình qua cây tiếp theo luôn. À, cây 22, chiều cao 25. 30 hoành. Rồi, xe xe luôn, hoành 30. Nghe kỹ như nào quý vị. 30 là cũng thuộc về cái hoành cũng hơi to to rồi đó, đó ha. Củ nở nè. Củ bự luôn. Rồi, cho luôn như đen. Rồi, cái này 1 triệu tư luôn cô chú anh chị. Cây 23, chiều cao 20. 27 hoành. Rồi, xe xe luôn, hoành 27 luôn nha quý vị. Cụ đế luôn, to luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đem? Rồi, cái này 700 ạ. 700 luôn. Đó, ghi 800 mà giờ lên bằng quay, quay cái gì, tuột giá xuống còn 700 luôn. Rồi, số tiếp theo 24. 24, chiều cao 60. Chiều 27 hoành. Rồi, tay cạnh cũng ok ha. Rồi, coi dưới đế đây quý vị. Rồi, coi đế tay cạnh năm nay nhìn đẹp ha, tổng thể đẹp ha. Giá lưu bao nhiêu em? Rồi, 700 nha cô chú anh chị. 700 ha. Rồi, qua cây mới luôn. Cây 25, chiều cao 60. Rồi, cái hoành luôn. 22 hoành yếu, báo 21 đi. 21 hoành à quý vị. Cái này đúng nó không? Có một cục đế luôn. Rồi, để trước đi, để với cò trước đi quý vị. Để nè. Để cũng đặt đế ha. Còn những viên lên ha, có cảnh phóng ngay cò luôn ha. Rồi, cái này 600 nha cô chú anh chị. Rồi, 600 rồi quý vị. Ghi 700 bán 600 luôn. Rồi, xuống cây ha. Qua cây mới luôn. Này là mã số 25, vừa qua 26 ha. 26. Chiều cao là 40. 26 hoành. Rồi, xây xây luôn. Nghe kỹ nha quý vị. Co nè, cành nè. Nha. Rồi, để đây quý vị. Rồi, cho luôn như đen. Rồi, cái này 700 nha cô chú anh chị. 700 luôn. 800 ghi lại bán 700 luôn. Mã số 27. Tuột giá xuống. Chiều cao 30. Hai mươi bốn hoành, 25 yếu, báo 24 ha. 24 hoành. Cụ đế ha, bự đế thì công lực ha. Cũ nữa gì? Hết những cái cũ này luôn ha. Rồi, cho luôn như đen. Rồi, cái này 700 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 700 mà quý vị. Là mã số 27 700. Rồi, tiếp tục mã 28. 8 đây. Chiều cao 50. 29 hoành. Rồi, hoành 29. 1, 2, 3, 4, 4 cành à. Có cành ở dưới bẻ đổ cho quý vị luôn rồi đó. Rồi, để đây quý vị. Đẹp luôn. Để hông nè, để chịu có luôn, tức ha, để chịu cũng có nè, để hông nè.
cả để ha, Zalo như đây. Rồi mã 28700 nha cô chú anh chị. Có 700 bao ship luôn ha, giá yêu thương ha, 58 cây ha. Cây mã số 28 là cây cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị, và cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian vừa qua nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.